Con cái đến tuổi trưởng thành thường sẽ không còn uống sữa tươi, coca hay cam ép nữa. Thay vào đó, nhiều cô cậu thiếu niên bắt đầu tập tành uống rượu bia để đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chứng kiến quá trình trưởng thành này của con cái không phải là một điều dễ dàng với mọi ông bố bà mẹ. Có những người tạp lưỡi cho qua, nhưng cũng có những người nổi khùng lên, vội vàng quát mắng, cấm đoán con. Từ đó gây ra những mâu thuẫn, xích mích giữa bố mẹ và con cái. Reiko, một cô gái người Nhật khi đến tuổi trưởng thành cũng tập tành tiếp xúc với rượu. Nhưng cách bố của Reiko dạy dỗ con gái vô cùng mềm mỏng, khéo léo, khiến ai nghe xong cũng phải tấm tắc ngợi khen. Năm 17 tuổi, Reiko rất thích uống rượu và thường xuyên bị bố nhắc nhở. Vì tính cách có phần ngang ngược nên cô nàng thường xuyên phớt lờ lời giáo huấn của bố. Tuy vậy, Reiko không hề ghét bỏ bố mình vì biết ông chỉ muốn tốt cho cô. Ông là một người ấm áp, luôn luôn quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Giống như nhiều cô cậu thiếu niên khác, Reiko thích ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè ảnh minh họ. Tần suất đi uống rượu của Reiko càng ngày càng nhiều. Không ít hôm, Reiko trở về nhà vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng trong tình trạng say ngật ngưỡng khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chính bố Reiko hôm sau đã hẹn con gái đi uống rượu, không những vậy, ông còn khuyến khích con gái uống đến say mềm. Con cứ uống hết khả năng của mình đi, bố sẽ có trách nhiệm đưa con về nhà, bố Reiko bảo con gái. Hôm đó, Reiko đã cùng bố uống rượu ở tận 5 nơi, một nhà hàng nướng thịt, một hộp đêm, một quán sushi, một quán rượu và một quán ăn vặt kiểu Nhật. Kết thúc một tối uống quên trời đất, Reiko vụt ngay ở quầy quán ăn vặt mà không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Sau đó bố Reiko gọi taxi đưa con gái về. Lúc này, cô mới hơi tỉnh táo một chút và nói, con xin lỗi, hôm nay con uống nhiều quá. Không sao đâu con, cứ ngủ ngon đi, bố Reiko dỗ dành con gái. Bố Reiko để con uống rượu thỏa thích ảnh minh họa. Sáng hôm sau, bố Reiko vẫn phải thức dậy và đi làm sớm như mọi ngày. Nhưng ông không quên để lại một phong thư cho vợ và nhắc bà đưa nó cho Reiko khi cô thức giấc. Mở lá thư ra, Reiko đã cảm động đến rơi lệ, lần sau hai bố con mình lại đi uống nữa nhé. Con có biết con đã uống bao nhiêu không? Tổng cộng là 2 cốc bia và 5 cốc rượu soju. Đây là giới hạn uống của con. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ xấu và bố thì không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ và đưa con về nhà như hôm qua được. Bố rủ con đi uống rượu để con biết được giới hạn của mình và học cách tự bảo vệ bản thân. Bố chắc chắn con có thể làm được điều đó. Reiko là một cô gái có tính cách mạnh mẽ và ngang ngược. Vậy nên nếu càng bị cấm đoán, cô nàng sẽ càng bất cần và phản ứng dữ dội hơn. Nhưng với cách giáo dục đặc biệt của mình, bố Reiko đã thực sự cảm hóa, chạm được đến trái tim của con gái. Ngày hôm đó, Reiko đã ăn sáng trong nước mắt. Cô nàng cảm ơn bố rất nhiều vì tất cả những gì ông đã làm. Sau đó, Reiko vẫn đi uống rượu với bạn bè nhưng cô nàng đã biết giới hạn của bản thân và học được cách bảo vệ mình nhờ những điều tuyệt vời bố dạy cho.